Nhi ơi, đây là cái bơ mà em vẫn giao cho cả nhà mấy hôm nay nè. Nó gọi là bơ 034, năm nay không chăm đó cho nên là ít quả. Một cây về chắc tầm đâu mấy chục ký quả. Ở chỗ này khoảng 5-6 cây à. Còn bơ thì làm được nhiều món lắm luôn. Em thì đầu tiên là em làm món sinh tố bơ, rồi sinh tố bơ dừa, và thêm một món là bơ với bánh mì, bơ với bánh tráng, hoặc là em ăn cả bơ với cơm nữa. Các bác mình thử thử trải nghiệm xem là với những cái món mà em gợi ý đó, các bác mình ăn để nó thêm phong phú. Cả nhà mình thử trải nghiệm xem nó như thế nào. Và có cái quả nhỏ nhỏ này là cây bơ đực nè, là quả bơ đực ấy, nó không có hạt và rất là ngon luôn. Các nhà thử trải nghiệm được cái gì nhăn nhá em hàng ngang nhé.